Trời ơi, một lời cứu luôn em ơi nè. Đó. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè, năm con nè, sáu con nè. Cái này nó không gặp. Trời ơi, đã một lời cứu luôn. Trời ơi, hai, bốn, sáu, tám con cua. Vô rồi anh em. Tòi luôn luôn, trời bá luôn. Ủa gì mà sao con lương nghĩ gì được ta? Ủa trời, con lương. Hả? Nó vô bữa nó ngập gì mà. Ừ, nó vô bữa nó ngập trước anh em. Nè. Hết biết con lương. Ừ, nó vàng anh em. Đã không? Ừ, cái này là cái đuôi nó không mà nó cỡ này anh em. Đỡ mạch rồi chú Linh. Bảo nó không biết gờ anh em ơi nè. Rồi đã vô này nó qua từ trứng luôn á. Rồi. Nè, tới trứng từ khúc này nè. Nè, ừ. Đó. Đó. Đúng rồi. Đó nó qua thấy chưa? Đúng rồi. Ở cái chưa? Trời ơi, lần đầu tiên thấy cái con này nó bự cỡ này luôn á trời. Quá khủng khiếp. Thôi thả đi. Thả à. Ừ. Rồi đi, đừng có vô nữa nha. Nó bị con nó vài bữa nó đẻ. Ôi trời, nãy vô quá nước luôn. Cái đường cong ai dần á, máng rồi. Máng rồi cái... Trời ơi, con luôn ký rồi. Vô rồi. Nè. Trời ơi, con luôn. Một con chập ở nợ luôn. Hôm qua Linh có đặt 7 cái lời anh em. Ruộng Linh cũng đã đốt gơm rồi. Giờ hai bên giờ ta bơm nước vô rồi. Giờ nước rồi. Ta bơm lên là người ta xả đó. Linh xả sao người ta. Ừ, quá trời luôn rồi anh em ơi. Nhiều. Cái này cái sau hè nhà của Linh nè. À. Đó. Đó đã không? Hết biết rồi. Ôi. Cá phi cá rô. Hết biết cái lời thiệt anh em ơi. Đúng rồi. Không có cái lóc, không có cái trê anh em ơi. Hết biết không? Rồi giờ để đây đi. Để đi hồi về lấy anh em ơi. Vì Linh đặt 7 cái lần dài đánh nữa. Cái đường nước giữa thì tới như Linh đặt 3 cái lần. Rồi tới cái lời Linh chia sẻ tiếp nha. Rồi, cái này sao mà chổng kỳ ta. Đây có cái lời này sẽ chồng sao nó chổng kỳ quá nè. Đó. Cái con gì anh em ơi. Cá lóc cá trê. Đấy ba con cá lóc. Trời ơi. Đây mà cũng có cá lóc nữa nè em. Hên quá, hèn chi sao nó chổng con đầu à. Ba con sinh vờn. Tươi rối à. Đã không? Nếu không bắt nó thì vài bữa. Giờ bữa Linh xịt thuốc ốc á, nó cũng ngủ, nó cũng ngủ ngày hết anh em ơi. Đi lên này. Đó. Ôi ôi, coi gì mà nặng quá vậy. Cái cuối cùng đó, ở bên người ta khai nước vô đó. Là bữa nay người ta xới luôn á. Rồi cua. Cua nè anh em. Cái cuối cùng này. Đừng con cá trê. Hai con cua nha anh em nè. Bên đây con cua nè. Cua mập không lúc này nè. Con nào cũng thấy nó mập không. Đá thì này có đây nè. Rồi. Rồi giờ đây Linh vô nha. Rồi Linh bắt cá ra cho cô anh chị xem. Cá. Rồi giờ Linh cũng đã đổi rồi quý vị. Đây được nhiều cá nè. Nhiều cá này cũng ổn hơn con bánh gì. Có 7 cái thôi. Được 3 cái lóc. 2 cái trê. Mới cái gô. Mới cá phi. Linh sẽ lấy mới cá phi này nè. Đó. Lấy mới cá phi này Linh đặt lọc cua nha.
chiều nay Linh đi đặt lợp cua, rồi để chiều nay Linh đặt, rồi sáng mai Linh đi thăm, Linh quay lại cho cô bác chị xem. Đây này cũng được mấy con cua nè, đó. Rồi. Linh mến chào quý cô chú anh chị. Thì hồi sáng Linh có thăm mấy cái lờ đó, thì lên lấy cá đó rồi Linh làm mồi luôn nè. Thì cũng có mấy con cá mì dinh nữa, Linh cũng cắt bỏ vô đây luôn nè. Nhiều mồi đây không biết đủ 18 cái không. Đây là còn 18 cái nè, mà không biết còn đủ 18 cái không nữa. Thì này hũ này thì còn có 14 cái thôi. Thì cá này nè, đó, cá này nè, bỏ vô cái hũ này rồi mới bỏ vô đây. Đó, bỏ vô đây là đi đặt. Thì nãy giờ Linh đi chặt sậy nè, Linh thử được cái nè. Cái này thì chỉ cần chổi hai cây sậy thôi đó. Thì hiện giờ là 5 giờ anh em ơi, không biết là đi đặt kịp hay không nữa, vì Linh còn vô mồi nữa nè. Rồi giờ Linh tranh thủ Linh vô mồi nha cô bác chị. Rồi Linh vô thử một hũ vô cô bác chị xem nha. Thì cũng đơn giản thôi anh em ơi, lấy vài cái nè, nhét vô gì đó, lấy thêm con nữa này, lấy thêm cục nữa đó, gì đó gì rồi đó, thì nắp lại. Vậy bắt đầu mới để vô gì đó, vậy là đặt đó anh em. Rồi lát Linh đặt, Linh quay cho các anh chị xem nha. Linh tinh thủ Linh vô mấy cái hộp này luôn cho nó xong. Rồi Linh cũng đã tới điểm rồi nè. Đây, Linh vô sẵn hồi nãy rồi nè. Giờ tối thui luôn anh em ơi, 5 giờ mấy luôn rồi, không biết đặt có kịp hay không. Thì Linh đặt đại nha. Càng quá ta. Đặt gì thì được anh em, trời tối anh em ta thấy ta lấy của Linh quá. Thiệt tình. Vậy thả vào bển đi, thả vào bển cho ta làm biến lấy hơn. Cạn quá ta. Thôi kệ vậy đi anh em ơi, vậy đi, cạn rồi đấy cạn. Thà sao ở bển người ta làm biến lấy hơn chút, không lẽ là đặt bên đây là mới đúng rồi anh em. Đây ta tiện tay ta lấy nó dễ hơn. Rồi bây giờ Linh tranh thủ Linh đặt nha. Ngày sáng Linh thăm á, Linh quay lại kết quả cho cô bác chị xem. Rồi Linh chào quý cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì giờ Linh đi thăm 18 cái lời cua của Linh nè. Thì cái này cái đầu tiên nè, không thấy con cua đâu luôn em. Nếu có là nó leo lên rồi, thiệt luôn. Cái đầu tiên không có con cua nào luôn em. Rồi cái tiếp theo nha anh em. Đây coi giữ hết trống rồi anh em ơi. Đây cua có cua. Rồi, cái này không ngập nè. Ôi, một lời cua luôn. Ôi, một lời cua luôn em ơi nè. Đó. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè, năm con nè, sáu con nè. Cái này nó không ngập. Trời ơi, đã một lời cua luôn. Trời ơi, 2, 4, 6, 8 con cua. Rồi. Vô rồi anh em. 8 con cua. Rồi cái tiếp theo nữa nha anh em. Rồi luôn cái lò này luôn. Có con cua nha anh em. Đây nè. Người ta tạt thuốc ốc rồi nè, thấy chưa anh em. Cá nè, cá nó ngủ nè. Trời ơi, con cá lóc kìa. Con cá lóc chập bá luôn. Đây anh em. Đây. Trời ơi, người ta mới tạt ngày hôm nè, hôm qua nè. Ê, bên kia con cá lóc chà bá luôn kìa. Đi lần nữa tay vào mình nhé, anh em xem. Ủa.
không có lời đấy. Đây con cá lóc đó nè. Đây nè. Chị bá luôn. Ổn thiệt chứ. Nước phèn cái này làm gì có ốc nào đâu. Mình sẽ tạt ra uống thôi. Rồi, đây lên thăm cái loài cua. Này cua ở đâu gan luôn em. Ôi, được hai con cá rô mề. Hai cá rô mề con cua nè em. Cá rô nó mạnh lắm nè. Nó khó ngủ lắm. Đây. Rồi. Cái tiếp theo nữa nha em. Cái khúc này hình như Linh đặt 4 cái, 5 cái vậy nè. Liên tiếp nè. Đây có cua nè mày, có cua. Vì hôm qua Linh thấy trên bờ rồi đó, có cua. Hàng cua nhiều lắm. Chó Linh chạy theo. Đây, cua cần kình. Trời ơi, đã rồi nè em. Mấy con cua đây. 2, 4, 6 con cua nè em. Đã không nè. Cua bự bự không à. Này, cần kình nè. Cái này được 2 con cần kình. Rồi chạy về mới mê anh em ơi. Như này đường này 4 cái hay sao, 4 cái 5 cái vậy. Sát bên không à. Đây 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 đây. Tỏ cua cái này nữa nè. Cái này cũng nhóc hết trơn rồi nè. Ồ, chỗ nào có cua là có anh em ơi. Sát bên mình gì nè. 2 4 6 8 con. 8 con cua. Cua cần kình không à. Nó nằm đó nè. 2 cái. 2 cái chạy 2 cái. Rồi Linh thấy Linh trong buổi sáng ăn quá trời ăn luôn. Rồi Linh mới đặt khích. 4 cái. Hàng trong bờ nhóc luôn. Rồi cái này ngập nữa rồi. Giờ không biết chỗ nào luôn nè. Giờ không biết chỗ nào ta. Đây đây đây. Ủa này mà cũng hơi dở rồi. Thôi 4 con. Còn thở được nè. Ủa sao cái đầu tiên nó. Ủa cái thứ hai chứ. Sao cái thứ hai nó ngủm anh em. Đây 4 con nè. Cua bự bự không à, đã thiệt. Rồi đi Linh gom lờ lại. Ôi nhóc cua luôn rồi. Đây nhóc cua luôn em ơi. Đi lên anh em. Nhóc luôn. Đó. Trời ơi. Hình như là đặt không bỏ chai à, không bỏ vô này. Không bỏ cái hũ vô là hình như nó chạy mạnh nè anh em. Đây lên điểm rồi. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 con cua anh em. Cái này là qua không có chai. Mình đặt thử. Đây là có lý anh em. Tầm nhìn nó dễ vô hơn sao ha, là nó mắc mồi nhiều nhiều hơn hay sao anh em ơi. Rồi tiếp tục cho anh em. Rồi hồi nãy giờ Linh về Linh đổ cua nè. Đây con đường số cua cho anh em. Ngon không? Từ rối luôn. 18 cái mà chạy có mấy cái quý vị. Linh sẽ quay mấy cái chai cái nào mà nó chạy nhiều thôi nha. Video nó ngắn lại. Thì hôm qua thì thăm lờ cá. Bữa nay thì cua. Rồi giờ Linh tranh thủ Linh cơm nước rồi Linh đi thăm 12 cá ngục. Cô bác anh chị đón xem 12 cá ngục bữa nay của Linh có trúng không nha. Thì bữa nay Linh sẽ cuốn số đó, cuốn giờ số anh em ơi. Cua còn nó mập mập không. Càng này còn càng kinh nè. Rồi giờ Linh tạm dừng video đây nha. Gì? Phải giác mới được nha. Thầy ơi, chứ tao thấy là cái luồng này rồi đó. Rồi bây giờ Bảo nó xuống
nó hỗ trợ Linh đi thăm 12 cổ ngục của anh chị ơi. Lần rồi thì nó chưa sợ. Này chưa biết sợ. Này xuống nữa. Rồi. Giờ thông ở trong đây là ba cái anh em. Nhưng mà tao bơm cạn khô rồi, chắc nó thấy khô queo rồi. Chắc ba cái này là khô đó. Rồi. Đi bảo ơi. Đi vòng mà trúng mánh đi chú Linh đi. Ơi. Có clip hay gửi cho chú xem. Nay nó cạn rồi. Đi cũng đuối rồi. Chắc mấy cái này phải dời hết vô của anh chị. Trên kia nó bơm đi chú Linh. Gì? Trên miếng chạm kia bơm chưa? Chưa. Rồi khô luôn rồi Bảo ơi. Rồi khô gan luôn rồi, chắc nay dính vắng không quá. Rồi luôn rồi. Tôi hảo lợi tới eo bây giờ. Khô eo luôn anh em ơi. Giờ nói ra. Này dính ếch. Bữa nay dễ tham rồi chú Linh. Ơi. Bữa nay lọt khỏi lỡ nước rồi đó. Rồi. Khô gan luôn. Khô gan luôn, quý gì ơi. Để đây đặt gắn khô hành luôn. Đây đặt ếch người đó nó sẽ nhảy vô tràm. Để đi một bữa hay bữa rồi cuốn. Ê con luôn chập á luôn. Tao thấy nó bắt đầu lên rồi. Đó, đúng là hết. Thấy chưa? Thấy à. Cầu ơi con lươn nó bự. Trời ơi, hai con. Vô rồi anh em ơi. Lên này coi sao. Hả? Bắt luôn hay lên kia? Lên kia coi. Ôi cái này bơm uổng anh em ơi, cái đường này. Lúc nào cũng trúng thôi. Uổng thiệt chứ. Đường này con sợ con chiến đèn quá. Bỏ luôn kìa. Hai con. Có lý anh em ơi. Rồi đi lên tạm dừng đi. Mình bắt ra nha anh em. Khô rồi đệ tử ơi. Cái thứ hai nha anh em. Ừ, cá vậy. Cá quá anh em. Có lươn không? Hả? Đường núp lùm nào giống không? Trời ơi, con cá. Trời ơi, con cá dày cho bá lắm nha. Trời ơi, con có gô, hai có gô mì. Lông thằng kiếm luôn. Cá dày lông cho bá lửa luôn. Cá dày cho bá lửa luôn. Để đi, giờ này kim lương nha. Đi đường nào ta? Đây nè. Khô này khô luôn rồi. Rồi con luôn. Nè, con lươn nè ha. Ừ. Trời ơi, dướng cái gì mà cũng có lươn nữa nè. Cái này bữa nay lươn cái đổ kinh không nổi luôn quá. Hai con. Ừ hai con. Nhìn kỹ lên mấy hai con nha anh em. Trời ơi, cái này mà còn nước một cái trúng dài dài luôn á. Bị cái đìa lâu năm anh em. Đắp không. Là nó sẽ lên đây nó kiếm ăn á. Rồi nó dính. Rồi để Linh đổ ra nha anh em. Cái tiếp theo nha. Chỗ này sâu dữ rồi. Ở đây lương khói còn nhiều lắm mà sao. Chưa tao bơm rồi. Trời ơi thiệt. Rồi khó gàng. Nè. Trời bó nện luôn đó. Hai con gì hai đậu luôn hả? Một con á. Ủa trời ơi cái đầu. Đâu có đậu nó đâu rồi, nó không qua đây. Đó, cho anh em nghe cái đậu trần dần luôn chứ. Thì vũ nước. Hên cái đu này nằm đây hay nằm đằng kia tới số với ông nội đó. Đằng kia bị thăm rồi. Ừ. Đã chưa anh em? Hết biết thiệt. Cái hành à. Bay luôn. Vô cái đầu kìa. Ừ. Dễ mê nha anh em ơi. Hồi nãy Linh cũng thấy, ông Bảo thấy nè. Cái đầu ngoài của Linh đó, ở đây nè. Mà nó đặt cái lợp ngay đây luôn nè. Hèn chi thấy nó, ủa 12 cái ngục sau này nó hớ hên mà nó dùng kỳ quá ta. Rồi, đi lên tạm dừng để bắt ra nha anh em. Ủa cái này dính rùa này nè. Nè cái này còn rùa ở đây nữa nè. Cái nào cũng lụm nữa. Tội luôn, chà bá luôn.
Ủa gì mà sao lương nãy vô được ta? Ủa trời, con lương hả? Nó vô bữa nó ngập hay gì mà. Ừ, nó vô bữa nó ngập trước anh em nè. Hết biết con lương. Ừ, nó vàng anh em. Đã không? Ừ, cái này là cái đuôi nó không mà nó cỡ này anh em. Đỡ mệt rồi chú Linh ơi. Ừ. Đỡ mệt rồi. À, tính cái này vui không à? Vui cái này nữa. Ừ. Nè. Nếu anh em. Ừ, vậy mới hết mệt anh em ơi. Rồi. Rồi để Linh tạm dừng máy lên bắt ra cho anh em. Đâu phe cà phê anh em ơi, nãy giờ được nhiêu rồi? Bây giờ mới được có gì đây à? Đó. Cướp giật này không biết là nó có lên cho lợi nữa không anh em ơi. Nhưng mà nãy giờ Linh tuột xuống. Ờ, nó ngập nữa quá. Ủa cái gì? Ê thiệt. Trời ơi, hai con rắn. Ủa, con rắn gì bự chứ á? Rắn. Ở đây con lương nè, lương nè, lương bự nè. Rắn gì ta? Rắn một lít. Trời ơi, lông thằng kiếm. Con rắn một lít gì bự dữ á. Trời ơi, bự. Nè, tao đó thì tao mới thấy luôn á. Ừ, gắn bùng súng. Súng hồ lịch. Bùng súng. Sao bùng súng như bự dữ mày? Bự dữ hả? Gắn gì có like. Trời ơi, đó giờ mới thấy cảnh này nha. Nó có like không? Nó coi đâu có like. Đâu mà bự dữ vậy trời. Cái đầu nó nhỏ xíu mà. Nó đó. Coi, coi 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 nó có bầu, nếu có bầu mình đã. Để con bảo nó bắt ra rồi nhìn nè. Bự dữ. Ừ, đâu gắn bùng súng đâu bự dữ hả? Con này mấy trăm gram rồi. Cắn người ta. Lần đầu mới thấy. Cắn không? Cắn chứ, đau là nó cắn á. Cắn bỏ ra á. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi nó có bầu không? Vuốt coi nó có bầu không? Có trứng không? Không, mập. Có trứng là cảm rồi, không có. Hả? Không có. Đâu? Nè, nó có cảm lắm. Nè. Nè, có trứng nào đụng rồi. Đâu có. Gì có mà nè. Mình ngay lực bụng nè, nó có ta? Đâu phải mập. Hay là ruột nó ta? Ruột. Nghe coi coi. Đi nãy con kia là nó ngẫm là có trứng á. Bớt đụng. Ê, có trứng. Đâu? Nó từ trứng luôn á. Nhấn mạnh lên. Nhấn mạnh. Nhấn mạnh sẽ nó dập. Nè, nhấn mạnh lên nó đi qua trứng nè, từ trứng luôn nè. Giờ sao? Thả hay sao? Thả luôn đi. Bự quá mà thả đi. Tại nó có trứng nha anh em. Bảo nó không biết gờ anh em ơi nè. Rồi đại vô này nó qua từ trứng luôn á. Nè, từ trứng từ khúc này nè. Nè, ừ. Đó. Đó. Đúng rồi. Đó nó qua thấy chưa? Đúng rồi. Qua cái chưa? Trời ơi, lần đầu tiên thấy cái con này nó bự cỡ này luôn á trời. Quá khủng khiếp. Thôi thả đi. Thả à. Ừ. Rồi đi, đừng có vô nó nha. Nó bị con nó vài bữa nó đẻ. Con trời nãy vô quên con lương. Con lương. Còn. Để nó méo con lương cho anh em sao nè. Chứ Linh được thua cái vụ này nha. Nó méo hay lắm anh em. Thấy chưa? Nó quéo cái dính nè. Đó. Chợt chưa mở túi kia luôn. Chưa bỏ vô đi, lát. Ờ. Rồi để lên tạm dừng nha anh em ơi. Ơ mày cột đi tao lẳng luôn coi. Thằng này có nữa hay gì nè. Sợ ngập, treo cao, cuối cùng bây giờ nó giật lại nha. Tên con nó nè, báo ơi. Lương nhỏ nhỏ hơn con ở đắng chứ được con cóc nữa. Rồi để Linh tạm dừng nha anh em, để Linh bắt ra. Ơi dạ dữ lắm rồi đó. Ủa dội cái hôm luôn phải không? Ừ. Trời ơi, mình Linh chưa thấy mà nó thấy rồi anh em. Thằng này mất cái thỏ thiệt. Cái hôm dội lên luôn đâu ông lại dở đi từ gốc tràm luôn đi. Ổng gốc tràm không đi té bây giờ rồi. Nhấc lên. Hôm cao quá anh em ơi. Giờ. Nó nổi cái hôm luôn. Đâu? Ông đã đi có con gì giống chắc rồi đó. Thì có rồi đó. Đâu? Đó, thấy chưa? Đó, cái chê chậm quá nè. Trời ơi, trời, con cái trái vàng nó bự dữ ghê đi. Cái vàng luôn á. Cái trái vàng nó bự dữ cái trời. Con thấy nó đổi cái hôm luôn rồi. Nè. Lông thân của cái trái vàng đó nếu mà sao nằm bến không à, không thấy. Không qua nổi. Đó, thấy rồi đó. Quá bự luôn. Rồi, đặng này. Rồi, kia đi con bắt nó ra cho. Rồi.
là hết hồi với tưởng vô trăng không anh em. Có đó, sứ linh là bị lâu lâu người ta bắt trăng hoài vậy. Ô, khô quá khô rồi, giờ giờ xuống cái vậy, giờ xuống thì sợ nước lên bất tử nó không biết sao nè. Con lươn với con gắn, con lươn với con mù lịch. Ờ cái này dời luôn, cái này dời qua bên kia. Ờ cuốn luôn, mình bắt đấy. Dữ hả? Không, này nước này nước xấu à. Nước giật ấy, nó không có lên nữa. Biết rồi. Ăn lươn hết hồn tưởng gắn luôn rồi. Ê, hai lươn luôn đây. Hai lươn với con gắn. Đây con lươn nè, rồi bên đây con lươn nè. Hai con này cỡ. Trên này gắn con cua. Để đi lên đây đây coi. Bắt đi Bảo ơi. Chờ Bảo nó bắt lần anh em, tiết kiệm thời gian. Ờ, thả gắn nó đi. Ai làm gì đi cả? Tạc gì vậy? Có không? Mới đặt hả? Ủa? Đặt thêm bây giờ? Trời đất ơi, tưởng ai? Ơi, vậy gắn gầu này nè, nó gắn gầu bẩn nè. 12 cái ngục. Ít. Con lươn chà bá luôn rồi nè. Nó. Nè, này. Nè lươn nè, này cái đuôi nữa nè, có cái đuôi nữa đó. Ừ, bị gắn nó cắn rồi, bị gắn cắn ngay chỗ eo giữa đó anh em, bị tay vậy đó. Còn có lóc bên nữa. Rồi thì lên tạm dừng máy nha anh em, em bảo lại cái linh bắt ca. Thế thì xa xa là thấy có con cua rồi đó. Đó con gắn nó bự quá, cái cua nó sợ ra. Phải không? Rồi cản bây giờ hai cháu cháu đi không nổi luôn. Dạ không lên luôn rồi. Không lên luôn. Đuối anh em. Cua nó mới nhảy xuống á. Trời ơi con lươn bự. Trời ơi nó có tiếng rồi đi đấy lại nói. Có mùi chân lại rồi anh em ơi nè. Nãy giờ thăm hai ba cái liên tiếp rồi. Có thương nhỏ nhỏ không à. Trời ơi cười đã không nè, lụm con cua luôn nha. Rồi mày ở đây mày bắt đi. Từ hồi nãy giờ tao lại đắng. Giờ linh dao cho nó luôn rồi nha mày. Từng con nè nhỏ nè, ăn lươn nè nhỏ, để luôn đi. Rồi đi lên tạm dừng nha anh em, hạ cái 12 cái ngục xuống. Nó thăm của mình là chắc rồi, dấu mới lội luôn anh em. Cái chát luôn còn ướt nhẹp. Ừ, lội mới chát nè, con sinh nè. Cái này lội chỉ được 5 phút. Tao dọ bằng đạn rồi đó. Rồi nguyên luồng này rồi đó. Tao thấy mà biết đâu, biết ra nó không thăm của mình sao. Ừ đúng rồi, đừng đưa thừa cho người tốt. Thấy không, thấy không, thấy chưa, tao nói đỡ thừa người tốt là đâu có được. Người tốt, người tốt, người tốt. Đây là người tốt nha anh em. Người ta lội ngang nhưng mà người ta không có thăm nha anh em.
Linh xin lỗi anh em nha. Tại Linh, tại Linh mất nhiều ghê quá rồi, cái Linh nghi rồi Linh tống mưa. Ờ đúng rồi, cái này Linh bậy thiệt à. Lường cá không? Để đi. Dí được sao mà. Lượm nó đi bảo ơi. Cũng đâu rồi rồi. Lượm nó rồi rồi. Chứ dấu mới lại cá chát đâu mà. Không, đầu này không có. Rồi, để lên đặt lại nha anh em. Em bảo nó bắt cái con đó. Bây giờ để mình linh lội qua cá bển nha anh em. Để em bảo nó ở đây. Cho nên sợ ma không? Trời ma cỏ gì. Nói chung là cái này là hai chuyến Linh không thăm anh em. Vì gì? Vì cái này nó đặc biệt quá nên là Linh phải đợi hai chuyến. Bữa nay là Linh cuốn ra luôn. Bởi vì đây thăm mấy lần rồi không có dính con gì hết trơn. Nên là hai lần vừa rồi Linh không. Hai lần vừa rồi Linh không thăm luôn, bỏ nó luôn. Thì hôm nay dính lương ký là để lại đó. Ê gọi gọi gọi. Cái đường. Cái đường câu ai dân á, máng rồi. Máng rồi cái trời ơi, con luôn ký gọi 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 vô rồi nè. Trời ơi, trời con luôn, một con chập bá nợ luôn đi nè. Hết biết con lương rồi. Bảo ơi làm sao mà cái túi ở trên bị cua kẹp đứt rồi nè, nó nằm ở dưới cái túi này nè, tôi vũ cái nó lên trên nè. Rồi để lại Bảo ơi, để lại đi, vài bữa mình thăm lần. Trời ơi, thấy con lươn không? Mấy con à? Một con à. Nặng lắm. Trời ơi. Nè cua này nè anh em, nó kẹp. Nó kẹp đứt biêu. Đã không? Biết rồi. Vô rồi. Thấy cái chặt nó nổi lên nè. Mới nó nhóc cua luôn. Rồi cái này để lại luôn nha anh em. Để luôn. Ừ. Thằng cái đầu kia. Ở đây kia. Kệ lâu lâu lụm con cũng được. Không ngờ đâu. Không ngờ đó. Lụm không? Hai cử rồi. Kệ bỏ lâu lâu thăm lần anh em ơi. Trời ơi cua, cái gì? Con cua quá. 5-6 con cua luôn. Cua bánh bánh không à? 2-4-5-6 con, 7 con cua. Ôi chắc cuốn quá. Để lại nó kẹp banh đó. Cuốn không? Rồi để lên để hai. Để lại là bỏ thêm hai cử nữa không? Phải không? Bỏ lâu lâu đi. Về bỏ lại đi ha. Có lưng tối vậy nó đi chậm hơn mấy con kia. Rồi cua vô nó phá hôm nè. Xuống đi chợ thời đi. Rồi. Cái này nay chắc nó khô luôn quá. Cua ra rồi, hết nước rồi. Hết nước luôn nè. Bơm xả quá. Chắc có con gì không? Quá dơ. Chắc cuốn ra luôn quá. Một con rắn. Rắn gì vàng vàng đó. Ê, ê con rắn gì bự dữ vậy? Trời ơi, rắn trung chập bá luôn. Hả? Nè, khách đang xì luôn nè. Anh em không thấy à? Quá bự rắn luôn. Con này 200g. Ừ. Hết biết rắn rồi chứ. Rồi, để lên bắt ra nha anh em. Rồi chắc lên cuốn luôn quá. Ê. Cái cuối cùng quý vị ơi. Cái nãy được con rắn rắn trùng cho bá nện luôn. Cái này thấy con cá phanh đó rồi kìa. Đâu? Cô queo mà. Cô queo có gì đâu. Không có gì luôn. Dính con rắn gì khủng khủng không? Rắn không hành 2kg thôi anh em ơi. Dính nhiều. Cạn quá cạn. Ê, 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 coi gió giật.
Con gì trời? Gắn trung. Nè, nhỏ hơn gắn trung hồi nãy. Cũng được, cái cuối cùng. Rồi, giờ đây Linh cuốn luôn nha anh em. Cuốn đem ngoài luôn, giờ cái này là hết ăn được rồi. Rồi giờ để chú cháu Linh về rồi cho cô chú anh chị biết kết quả hôm nay nha. Quá trời nặng rồi cô chú ơi. Cái quả thụ này dài cả chục ký rồi đó. Chú Linh còn ổng còn ấy hai cục đó dài gấp mười mấy ký. Bị nó thấm nước vô. À, cái đường này từ đây ra tới ngoài không biết nhiêu xa. Mà ổng vác cho tới đây được là ổng hay lắm rồi. Rồi hai đứa cháu nãy giờ về cũng lựa cua, lựa cá ra hết trơn rồi. Bây giờ là cân lương trước. Cũng nặng đó. Nhiều. Từ, nhớ nước nha. 2,5 kg. Trừ nước luôn. 3,5 kg. Ừ. 3,4 kg đi. 3,4 kg còn dưới cái động bánh này coi coi lại. Cho từ nước với còn 3 kg luôn. Còn, cũng im đó không? Cũng im. Được được được. Gắn rồi. Rồi gắn luôn. Tính thắt anh em ơi. Cũng được. 1 kg. Chắc nữa cái gắn à. Rồi còn khoảng 6-7 g gắn. Đây là cua. Cá này cá ngon phải. Ký cua quý vị. Đây cá nè. Cá ngon ngon. Mình bảo nó đổ lương cho anh em xem. Quá trời lương nó bự. Bữa nay nói chung luôn bự thì ít. Cá ngon không anh em? Này ăn này để ăn chứ không bán nha. Đó, lương này cũng ngon nè. Vậy cũng được 3 kg lương đó trời. Bọn đó. Tính này thất anh em ơi, bây giờ người ta bơm xạ đó, khô nhiều quá. Có con này là bự nhất à. Rồi, cũng ổn. Thất à, không có lương bự nhiều. Cái này mà lương bự không chắc ngon ha. Ừ. Tính còn nửa ký thôi là đây nhiêu rồi, biết bao nhiêu ký nữa. Rồi, sao bữa nay trải nghiệm lần thứ hai sao? Đâu có gì quen rồi. Quen chưa? Quen rồi, có anh nào muốn trải nghiệm lại gặp chú Linh nha. Chứ bữa nay tính đi không nổi rồi đó. Lỡ không nổi thiệt. Bây giờ thất anh em. Thất nên là đi không nổi chứ không vậy chứ mà không ngờ cũng im cũng được không sao gỡ lại. Rồi Linh cũng cuốn mấy cái về rồi kìa, rồi nay Linh cũng có dời được mấy cái nữa. Rồi giờ Linh kết thúc video ở đây, hẹn cô bác chị lại video sau nha.